dưới mái chùa xưa, nơi em dừng cả số mình tuổi hiểu một lòng sáng xa. Người thầm khuyên bao giữa đời bế khổ, nhắn nhủ con đường ai ơi lặng thinh. Hãy về đi, đừng tìm con nữa, bước chân mệt nhỏi hãy ngừng nghỉ ngơi. Con đường trần ai gió mưa lòng lấy, cõi đời an nhiên tìm trong tim ta. Giữa cuộc nhàn gian sống đời phó mãi, lời sứ vang vọng như chuông sớm mai. Hạnh phúc bình an đâu xa vời vợi, tìm về tâm tin như sương đông lời ơi đừng khóc, đừng tin mãi xa. Trong lòng thanh tình cõi phần chán hòa, giữ mình tôi dạy lời chân thanh thiết. Chúc mọi người hạnh phúc bình an. Nam mô, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mình đang nói là nó cứ lo nghĩ cái ăn á. Ăn xong rồi bắt đầu nó ngủ, ngủ dậy xong nó khỏe mạnh xong nó tìm tới cái hưởng lạc. Cái hưởng lạc dâm dục. Ở dâm dục xong rồi nó bắt đầu nó tìm những cái đẹp để nó mặc đã. Cái đẹp rồi nó làm xe nó chạy rồi con người mình ấy. Rồi tìm cái này đẹp để cái này hay ho rồi nó ngủ ở với bữa nay nó dâm dục với cô này rồi thấy cô khác nó lại thích nữa. Chứ không phải thế đâu, hay là ăn cái này xong rồi mai nó lại thích cái khác nó ăn nữa. Nó cứ liên tục như thế nó làm cho mình khổ. Biết mình, nhưng mà mình biết rồi. Đầu tiên đó là cái đấy là nguyên nhân là do cuộc sống, là cái lòng tham của mình là đầu tiên là ăn đã. Giờ mình muốn bỏ cái đấy. Giờ mình muốn bỏ cái đấy là do cái đấy là do có cái hưởng lạc ở trong á. Tại vì ăn cũng có lạc, có ngon ở trong á. Có cái sự sung sướng ở trong á, quan hệ dâm dục cũng có cái sướng ở trong á. Có cái hưởng lạc ở trong á là mình cứ đi thích. Nhưng mà con nói thật với mọi người nha, với anh nha, con ngày xưa cũng như mọi người chứ, cứ lo tìm cái đấy không gặp cô nào cũng nhìn cả, với lại toàn thích cái ăn nhậu cả, với lại mua xe xây nhà. Đi học rồi toàn hơn người ta, công danh cả, cái gì cũng muốn cả, cái gì cũng muốn giàu có tiền bạc nhiều. Nhưng mà đến khi mình hiểu đấy là nghe được Phật dạy, thì đầu tiên con cũng hút thuốc, uống cà phê, hút rượu, đi làm cái gì cũng có cả, đi gái kiếm, tất cả cô gái làm cho mình khổ, yêu cô này xong lại thấy họ đi nói chuyện với người khác á, rồi bắt đầu ước nguyện cho con bỏ cái dâm dục ấy. Đây kêu con đấy là con, nếu mà con Phật nói mà đúng á thì con làm con bỏ được thuốc, con bỏ được rượu, con bỏ được nói chung những cái ham muốn, kể cả ăn, ăn thịt cá, ăn 3 ngày một ngày 3 bữa, rồi kêu cho con bỏ được ăn uống ấy. Cho con bỏ được gái, thì kêu bây giờ như bây giờ con cũng thấy dâm dục gái, các cô, nhiều các cô ăn mặc áo hở hang, nhiều nữ nhân mặc áo hở hang nghe Phật bài vô kêu phải tư duy. Tư duy dục này làm cho mình đau khổ lúc nào cũng đấy, mình nếu mà cô đi tìm thì tìm người khác. Con biết rồi, kêu họ chẳng qua là bôi phấn son rồi áo quần rồi đẹp đẽ như thế, nhưng mà họ mà cạo tóc một cái, họ mà không trang điểm nữa cũng gớm mồm á. Khi mà chịu không nổi thì thường tìm tới thủ dâm. Hay thủ dâm có luôn hả? Tại tại có thiệt luôn, có nhiều vị có chứ, nhưng mà con nếu có đó có nhiều vị có luôn. Có nhiều vị mình có mà họ mình nói, nhưng mà cái đấy hay là như mình đi rồi hay là nằm ngủ nó vẫn xuất tinh chẳng hạn. Có chứ, người nam dục bình thường, nhưng mà khi nó chưa cắt được, nó chưa diệt được dục hay là chưa xả bỏ được thì nó vẫn có cái bất tinh ở đó.
trong đời vỡ mãi, lời sứ vang vọng như chuông sớm mai, hạnh phúc bình an đâu xa vời vợi, tìm về tâm tình như sớm lòng ngơi. Người ơi đừng khóc, đừng nhìn mãi xa, trong lòng thanh tịnh cõi Phật chán hòa, giữ mình tuổi dậy lời chân thành thiết. Con đường trần ai gió mưa lòng lấy cõi đời.